Charm Good Girl, nước hoa dành cho nữ. Charm Good Girl được điều chế tại Pháp. Mùi hương là một sự kết hợp đầy mới lạ, tạo một phong cách độc đáo, riêng biệt dành cho phái đẹp bởi những thành phần là hoa huệ, đậu tôn ca, tinh khiết nồng nàn, khéo léo thể hiện tính cách của người phụ nữ. Hoa nhài sambat trắng và cacao cũng là những thành phần mang đến vị điệu đà và vô cùng quyến rũ, đồng thời một mùi hương đầy khiêu khích gợi cảm giúp các nàng tỏa sáng giữa đám đông. Thương hiệu Charm, nồng độ Eau de Parfum, loại nước hoa nữ, độ tuổi khuyên dùng 20 tuổi trở lên, mùi hương đặc trưng, hương đầu, hạnh nhân, cà phê, cam bergamot, quả chanh vàng. Hương giữa, hoa nhài sambac, hoa huệ trắng, hoa diên vĩ, hoa hồng Bulgari, hoa ngọc lan. Hương cuối, đậu tôn ca, cacao, gỗ đàn hương, hương vani, kẹo nhân hạt, quế, gỗ tuyết tùng, cây hoắc hương, hổ phách và xạ hương. Thuộc nhóm hương Oriental Vanilla, phong cách gợi cảm, lãng mạn, quyến rũ. Bối cảnh sử dụng, hẹn hò, dạ tiệc, tham gia sự kiện. Độ lưu hương, lâu 7 giờ đến 12 giờ trên da và 3 đến 5 ngày trên quần áo. Độ tỏa hương, xa, tỏa hương trong vòng bán kính 2 mét.